Xin chào các bạn, bây giờ lại cùng nhau nói về iPhone 10. Và có hẳn một video để nói về giá của con máy này, tại vì giá của nó hết sức là giật mình. Đúng như người ta dự đoán, giá vào khoảng 1.000 đô la Mỹ thì y như rằng 1.000 trừ đi 1 là 999 đô, chả khác gì nhau cả. Và cái giá như vậy, bây giờ tính ra xem, bây giờ đô là gọi 23.000 đi. Vậy là 23 triệu tiền Việt, ôi lại chuột. Có nghĩa là đấy là cái giá mà họ có thể bán ở tại Mỹ đấy. Tại Mỹ, sách khoảng 1.000 Obama sang đấy mua được, ok. Nhưng đi mà, nửa vòng trái đất. Nhưng mà về Việt Nam này không có giá 23 triệu đâu. Vậy do vậy là bây giờ thuế má các kiểu các thứ mà anh nghĩ xem giá bán chính hãng nó khoảng bao nhiêu cho phiên bản rẻ nhất? Chính hãng rẻ nhất ít nhất phải là 25 triệu. Đấy là ít nhất, hoặc là 26 triệu. Sợ là khó 25 triệu lắm. Với một con mà kiểu như là nó mang tính đặc biệt ấy thì sợ khó 25 triệu lắm. Anh ấy thế thì vớ vẩn, chẳng lẽ 28 triệu? 28 triệu là mức. Em nghĩ từ 26 đến 28 triệu. Có thể là 25 triệu 990 nghìn, vớ vẩn là vậy thật. Và bây giờ cùng điểm lại xem những cái gì mà nó hơn so với thế hệ trước cũng như là 8 Plus. Cái hơn mà mình thấy đặc sắc nhất đó là cái phần màn hình. Người ta kêu rất nhiều về iPhone thiết kế màn hình, phần màn hình nó cứ dày cui. Thì cũng đúng thôi. Và bây giờ rất nhiều chiếc máy thiết kế đẹp, từ LG, từ Samsung, xong từ Xiaomi, đủ các hãng thiết kế rất đẹp rồi. Bây giờ iPhone đưa ra một con, thật ra được mỗi cái phần viền màn hình mỏng, còn lại tổng thể thiết kế xấu như quỷ. Nên em thấy vậy. Còn anh thấy thiết kế nào? Thực ra là thiết kế thì anh thấy là thiết kế của nó khác biệt so với phần còn lại của những chiếc iPhone khác. Tưởng mở phần còn lại của thế giới thì Khác biệt so với những chiếc iPhone khác. Nhưng mà nói thật là bây giờ khi mà các hãng thiết kế nó đã quá đẹp rồi thì thực sự là iPhone nó chưa tạo nên cái sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới, chỉ so với trong nội bộ của nó thôi. Nhưng mà ví dụ như mua iPhone 10 ấy, thì chúng ta sẽ thể hiện được luôn là chúng ta sẽ có một cái nét gì đó gọi là độc đáo và khác lạ so với những người dùng iPhone khác. Đấy. Đại loại này chúng ta lắm tiền. Đúng rồi, chúng ta lắm tiền. Đấy. Phải có kiểu như thế. Mua iPhone 10 các bạn phải không, rất nhiều tiền. Thậm chí thời điểm đầu này rất rất nhiều tiền mới mua được iPhone 10. Và đấy là về phần thiết kế mình cho rằng là nó hơn hẳn so với hơn bình thường, không phải hơn hẳn so với các thế hệ cũ cũng như là iPhone 8, iPhone 8 Plus. Ngoài ra về phần hiệu năng nó bằng luôn con iPhone 8 Plus nhá. Vậy có nghĩa là hiệu năng thì coi như là cũng như nhau, nhưng mà cái trải nghiệm về phần màn hình có thể là tốt hơn. Về những cái trải nghiệm khác thì phần màn hình nó mang lại thì mình nghĩ là chưa chắc đã tốt với những thiết bị bình thường. Tại vì đúng như là mình xem cái anh Thuyết Minh vừa nãy live stream, anh nói là cái cảm giác bấm phím home này rất là tin tưởng, tin cậy. Nó giật một cục này và nói chung có cái gì đó để tựa vào nó vẫn thích hơn là cái việc chúng ta đã mỏng chớ là cầm màn thiết bị to với tay vuốt từ dưới lên đã khó rồi, còn vuốt từ trên xuống. Điện thoại nó to mà vuốt từ trên xuống để mà kéo control center rất là khó khăn. Do vậy là mình nghĩ là chưa chắc trải nghiệm nhìn chung của iPhone 10 nó tốt hơn các sản phẩm tương đương. Nhưng mà trải nghiệm về cái kiểu như là Face ID thì rất là ok. Và thậm chí phần màn hình OLED nó cũng ok nữa. Do vậy là nó hơn ở những cái đó. Ngoài ra thì nó cũng hơn về camera, nâng cấp hơn một chút so với iPhone 8 Plus, chứ chưa nói là thế hệ cũ. Những yếu tố khác thì pin có lẽ là cũng sẽ phải ngang ngửa với lại 7 Plus, gọi ngang ngửa xấp xỉ đi. Vậy là hết rồi. Ngoài ra nữa thì nó có nhận diện khuôn mặt. Đấy em nó... kể rồi, Face ID rồi. Rồi rồi, thế thì cũng coi như là hết rồi. Cũng có một cái thiết kế nó khác một chút. Thực ra là cái khác nhất thì mình đánh giá là cái thiết kế của nó khác nhất thì màn hình của nó là màn hình OLED là khác nhất đó, là và còn gì nữa không nhỉ? Cũng thế thôi. Hết camera rồi. Một tí chẳng hơn được nhiều, đúng không? Vậy là hết rồi. Nếu mà so sánh giá 18 triệu của con 8 Plus là nó hơn đến tầm 5 triệu. 5 triệu là mua được luôn một cái iPhone SE rồi, theo như giá ở Mỹ. Như vậy là cũng khá khó khăn. Bây giờ theo anh là cái giá này có xứng đáng không ạ? Có đắt hay rẻ? Giá này nhá, đối với những người mà thực sự có nhiều tiền thì giá này rất ok. Nhưng nói người thực sự có nhiều tiền nói gì? Nói với những người có đủ tiền để mua nó. Có người như là mình chỉ vừa đủ tiền thì cũng hơi lăn tăn đấy. Chắc. Gọi là lăn tăn. Đấy, nghĩa là muốn tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của iPhone ấy thì chúng ta phải bỏ ra 5 triệu nữa. Nếu mà là iPhone mà có vừa đủ tiền chắc chắn họ sẽ mua con đó. Vừa đủ tiền là iPhone ấy, còn thuộc kiểu như fan trung lập và cũng một phần thích Android, một phần thích iOS thì có lẽ họ sẽ một phần mua nhưng một phần cũng sẽ đắn đo là 8 Plus thì sao, 28 thì sao, và một phần sang con Android. Và bây giờ lại nói Android thì bây giờ Android có con nào mà giá cao nhất đi? Bây giờ có lẽ là Note 8. Galaxy Note 8. Đây sẽ là sự cạnh tranh gần như là trực tiếp ở Galaxy Note 8. Nhưng Note 8 rẻ hơn. Note 8 cũng là tầm này về Việt Nam. À nhưng mà về Việt Nam sẽ rẻ hơn. Đó. Nhưng là Note 8 cũng định giá là 1000 đô, đúng không? Về Việt Nam nhưng mà chỉ về Việt Nam 22 triệu. Đúng rồi, cũng là 22 triệu 9. 22 triệu 9 đúng rồi. Nhưng đấy. Mà con này về Việt Nam không thể 22 triệu 9 được.
Vậy là sẽ đắt hơn Note 8. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài toán để chúng ta sẽ so sánh là nên chọn Note 8 hay là iPhone 10. Rất là đau đầu. Căng thẳng và đau đầu, đúng rồi. Thôi. So sánh đi. So sánh đấy, so sánh sẽ gây ra rất nhiều sự tranh cãi, nhưng chúng ta sẽ so sánh qua nhé. So sánh theo cá nhân thôi. Thiết kế tùy mỗi người, không đánh giá mà thiết kế coi như là mỏng hòa. Màn hình thì Samsung luôn luôn đi đầu về màn hình AMOLED. Đấy, màn hình AMOLED thì anh nghĩ là Samsung sẽ nhỉnh hơn đấy. Rồi. Đấy, hiệu năng thì iPhone chắc chắn hơn. Rồi. Camera thì có thể coi là đánh giá hòa đi. Bởi vì là em nghĩ là coi là hòa được. Coi là hòa được. Thời lượng pin thì chưa biết đâu một lần đâu. Thời lượng pin thì có thể là iPhone sẽ nhìn hơn đấy. Tối ưu hóa on screen chưa biết được, nhưng em nghĩ là nó sẽ tương đương. Thiết kế màn hình hiệu năng, camera, thời lượng pin. Rồi cái kia có nhận diện bằng mống mắt. Mống mắt thì có một cái là nhận diện bằng khuôn mặt thì cũng coi như cũng là hòa đi. Rồi là nói chung hòa nhiều quá. Đúng không? Vậy là không, thực ra em nghĩ là cái con iPhone 10 nó hơn được mỗi cái hiệu năng là hơn hẳn. Là hơn hẳn, đúng rồi. Còn lại thì nó toàn xem xem. Còn lại toàn xem xem. Đấy. Vậy thì nhưng mà cái con kia thì có cái cây bút, cây bút cũng chẳng ví dụ như với anh thì anh cũng không ở mức độ gọi là có cũng được mà không có thì cũng được, có thì càng tốt, không có thì không sao. Vậy thì đánh giá tổng thể hai con này coi như là bằng coi nhau. Coi rất khó để so sánh. Mỗi con có một điểm mạnh, mỗi con có một điểm yếu. iPhone năm nay chỉ tỏ ra được ưu thế vượt trội ở cái hiệu năng thôi. Còn lại những yếu tố khác thì không thể nào mà kiểu như là ngắt đuôi được các đối thủ khác. Thì đấy cũng là điều dễ hiểu. Tại vì nếu bây giờ ngắt đuôi hẳn được rồi thì rõ ràng họ mạnh nhất rồi, còn nói chuyện gì nữa. Do vậy là mình nghĩ là cái việc lựa chọn chiếc máy nào, ví dụ giữa Note 8 và iPhone 10, tùy sự lựa chọn mỗi người. Nhưng mà bây giờ ví dụ là anh với 25 triệu cho iPhone 10 và 23 triệu cho Note 8, anh chọn cái máy nào? Nhiều khả năng anh sẽ nghiêng hơn với iPhone 10. Đấy là nhiều khả năng. Nhiều khả năng là sẽ nghiêng hơn với iPhone 10. Lý do là gì? Đơn giản là bởi vì là anh thấy là iPhone 10 đang tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của những thiết bị iPhone khác. Đấy, mặc dù là chưa tạo nên sự khác biệt so với cả những thiết bị của Samsung, nhưng mà thực sự là iPhone 10 năm nay anh rất là hứng thú muốn trải nghiệm một cái gì đó nó mới lạ, và đặc biệt là những cái trải nghiệm iOS nhưng mà nó lại không giống như những thiết bị iOS khác. Đó, về đặc biệt là về những thói quen sử dụng của người dùng. Đấy, đây là muốn trải nghiệm những trải nghiệm mới, và anh sẽ khả năng anh sẽ lựa chọn iPhone X. iPhone 10 quên mất, xin lỗi. Nhưng mà anh chưa được trải nghiệm máy trên tay mà. Chưa được trải nghiệm máy. Đấy, chính vì mình chưa được trải nghiệm nên là mình sẵn sàng đánh đổi ra để mà trải nghiệm. Ví dụ nhá, bây giờ là mình chưa được trải nghiệm một thiết bị ví dụ như kiểu là Bphone đi, Bphone 2017 chưa được trải nghiệm trong một thời gian lâu đi, thì có thể là chúng ta sẽ còn phân vân đắn đo xem là có dám mạo hiểm hay không. Nhưng mà đối với cả Apple thì thường họ ra những thiết bị, anh nghĩ rằng là có thể bỏ cái sự mạo hiểm đó để mà đánh đổi vào những trải nghiệm mới. Rồi, và còn đối với mình thì cũng là do chưa được trải nghiệm cho nên mình chưa biết được là bản thân nếu mà có thì sẽ chọn sản phẩm nào giữa iPhone 10 và Note 8. Quả thật rất là khó, để trải nghiệm xong thì mới có câu trả lời cụ thể hơn được. Còn theo mình ở thời điểm hiện tại thì mức giá này quả thật là cao thật. Đối với mình thì cho là cao, nhưng mà đối với những người mà vừa xem xong, ồ, tại sao làm được như thế này, hâm mộ quá kiểu như vậy, thì họ sẽ cho là mức giá đó là rẻ hoặc là hợp lý. Đấy là tùy mọi người thôi, mình thấy là vẫn là hơi cao. Và đó là tổng hợp cụ thể về thay đổi cũng như là so sánh iPhone 10 với những đối thủ của Android và cả những người anh em của nó trước đó nữa. Và với mức giá như vậy thì các bạn đánh giá là iPhone 10 có xứng đáng hay không? Mời comment phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.